tôi giới thiệu tiếp cho anh em một phiên bản đặc biệt của Suzuki GD. Đây là Suzuki GD phiên bản độ, khác với bản gốc, một số chi tiết đã được thay đổi. Đấy, ví dụ như là cụm ghi đông này, rè sau này, xi nhan này, lốp này, đấy, chống đổ này. Số chi tiết là đã được đại lý độ sẵn rồi. Anh em nào thích cái kiểu dáng của cũ của GD ấy, thì có thể cân nhắc lựa chọn cái phiên bản này. Đấy. Một số những cái chi tiết điểm nhấn thôi, tuy nhiên là nhìn xe nó cảm giác nó khác, nhìn nó đẹp hơn và nó chất hơn. Quan trọng là giá xe cũng lại rất chất, chỉ có khoảng hơn 30 triệu thôi. Đấy, xe zin là hơn là 28 triệu thì bản động này chỉ có hơn 30 triệu một chút. Bản độ này có một phiên bản độ cả bô, thì đợt tới thì tôi sẽ làm một clip test bô độ của Suzuki GD cho anh em xem, anh em cùng thẩm âm để đánh giá xem là cái chất lượng của bản độ này như thế nào. Anh em nhìn lại lần nữa nhé, chất rất cảm ơn các anh em.